Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cái chữ cái to ở đầu dòng như thế này. Thì đơn giản thôi. Thì mọi người muốn tạo chữ cái to ở đầu dòng ấy thì mọi người sẽ để con trỏ chuột ở đầu dòng như thế này. Và mọi người sẽ vào cho mình cái mục Insert và mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là Drop Cut này. Và mọi người sẽ chọn cho mình kiểu. Đây là kiểu kiểu 1 này, kiểu 2 này. Đó, mọi người có thể di chuyển để xem cái kiểu làm mọi người thích nhá. Thường thì chúng ta sẽ chọn kiểu này thôi. Đó, kích vào đây là được thôi. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái chữ cái to ở đầu dòng trong Word. Nếu mọi người muốn chỉnh sửa ấy, thì mọi người sẽ vào mục Drop Cut tiếp này và chọn cho mình cái dòng Drop Cut Option này. Thì ở trong này nó cũng có cái kiểu chọn này và có thể chọn phông này và chọn cái chữ cái to đầu dòng ấy, nó sẽ to ở bao nhiêu dòng. Ví dụ mình sẽ ấy là hai dòng chẳng hạn thì nó sẽ chỉ để ở đến hai dòng thôi. Tiếp đến là mục ở đây dòng thứ hai là khoảng cách mọi người nhá. Thì nó sẽ là khoảng cách nó mặc định sẽ là không. Nếu mọi người muốn tăng lên đấy thì mọi người kích lên đây, tăng lên này và ok này. Đó thì cái chữ cái nó sẽ khoảng cách với cả cái chữ cái to dòng này nó sẽ cách xa với cả cái chữ nhỏ này và nó chỉ chiếm hai dòng thôi, ở trên là chiếm ba dòng mọi người nhá. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể là tạo được một cái chữ cái to ở đầu dòng trong Word mọi người nhé. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người, bye bye.